Hello xin chào bạn, thì hôm nay mình đang ở cái độ cao vô cùng là kinh khủng anh em ơi. Có thể nói là 9999 tầng mây. Và cái vĩ độ thì em cũng thấy thôi. Ở trên không nhìn được dưới mà ở dưới cũng éo thể nhìn từ trên. Đấy, không gian rất là kinh khủng luôn. Toàn mây với mây thôi anh em ơi. Đấy, người kìa. Thì hiện tại là mình đang ở trên cái gì nhở, cái chùa Đồng Yên Tử. Đây là lần đầu tiên mình đi tham quan. Đó, thì em cũng thể thấy rồi xung quanh. Hiện tại là mình đang bị lạc trôi. Đấy, lớp mình nó hiện tại là nó đi lang thang hết rồi. Đấy, lần đầu mình đi du lịch. Anh em có thể thấy là ở trên không nhìn từ dưới mà ở dưới cũng không nhìn thấy trên. Mẹ, rất là căng luôn. Đây, hiện tại là đang gọi là hóng gió. Đây thì không biết là anh em có thể nhìn thấy những cái đồ vật xung quanh không. Mẹ, đó. Đó. Đây hiện tại là cầm chai nước ở đi rông thôi. Đi rông thôi. Ôi, không nhìn thấy ai nữa rồi. Chứ còn bao nhiêu mét lên đến nơi? Xa lắm mà. Ôi rồi, vậy vẫn chưa lên đến nơi luôn. Rất là lâu luôn. Vâng, hiện tại là vẫn chưa đến Yên Tử. Sắp rồi. Chưa đến chùa Đồng anh em ạ. Chưa đến chùa Đồng. Vẫn chưa đến chùa Đồng, mặc dù rất là nắm mây nhưng mà vẫn chưa tới chùa Đồng được. Đây, gái này, úi dồi ôi. Cây thanh mai này. Ôi trời, nó quét. Vẫn chưa tới chùa Đồng, người ta cứ tưởng là đi cái chỗ kia là tới rồi. Thì tao cũng tưởng vậy. Đúng bên. Úi dồi. Đây, vẻ mặt của bạn này đang rất là mệt. Bạn có phát biểu cảm nghĩ đi. Cảm mệt lâu, mệt lâu. Hết này, vãi, xin hết. Bạn mệt vô cùng luôn. Mình cũng vậy, đang rất là mệt. Để quay video đấy, lên YouTube ấy. Này, quay đi. Hơn 100k sắp đây. Cẩn thận, mình 50 là tiếng thì chết. 150k sắp. Ngại lắm. 150 chưa chọn. Hơn rồi, 150. Nút bạc gửi về chưa? Tôi nút bạc chưa được không chọn. Nút bạc gửi về anh em nhớ mình nhớ mình nha. Không, mình không đăng ký nút bạc, mình đăng ký nút vàng luôn. Có được 100k sắp là được. Rất nhiều người. Mày cái chỗ này đấy mình nhớ mở đến mệt thôi nhỉ. Xong có nút đồng à? Không có nút đồng. Thân hình mỏng manh dễ vỡ nhưng mà leo núi rất là khỏe. Thấy chưa? Quá tuyệt vời. Còn độ tầm 400m nữa thì anh em mới lên được cái chùa Đồng. Ơi giời ơi. Bạn ơi,
cho mình phỏng vấn cái. Hiện tại là đi rất là lâu rồi. Đấy. Em bao nhiêu lâu rồi mà sao vẫn chưa đến nơi? Em sắp bỏ rồi anh ạ. Đi đường em cơ mà. Em trả lời đi. Còn bao nhiêu cây nữa? Em sắp bỏ. Cái gì? Em sắp bỏ rồi. Câu trả lời hẳn hoi bao nhiêu cây nữa? Trăm mét kinh đỉnh cái đây. Trăm mét nữa đi. Mẹ tôi mệt lắm rồi. Cơm làm mà. Vòng ra sao cả. Ý nghĩa băm xương. Ngã đi, ngã đi. Ui. Vâng, nó tạo đường. Đường rất là gồ ghề, khó neo. Ừ. À, neo bằng tay luôn. Đưa chỗ chân nha. Để cho toán. Kéo cẩn thận đấy. Xe đâu rồi bác? Nè, thôi, thôi. Cho mấy em nhỏ lên tivi. Khổ. Ngồi gọn vào con. Cho em có đi con. Con có 10 năm hành vụt. Đây là mà mang tiền vào quẹt á. Ơi. Hàn ơi. Nhanh lên. Mệt quá ơi, đây lên chùa Đồng. Vẫn chưa lên đến nơi luôn. Lên đây nhiều thấy nắng nắng ấy nhỉ. Chật chội quá. Người chen chúc luôn. Chen phê vãi. Chưa đâu. Đó là chú ý nào. Bà ơi, chùa Đồng này xây năm bao nhiêu bà nhỉ? Bà cũng không biết luôn.
Bà ơi, cho cháu hỏi là chùa Đồng xây năm bao nhiêu ạ? Tham quan à? Ngồi đi tham quan, ngồi đi tham quan. Không hỏi được ai luôn. Cô ơi, cho cháu hỏi là cái chùa Đồng này xây năm bao nhiêu? Cô chi? Ôi, chứ lần đầu tiên rồi. Mày lên mạng căn, mày ạ. À? Căn chưa? Con muốn hỏi thật cơ. Đây có khi là mình sẽ đây trực tiếp luôn. Chuột Đồng là đâu? Chọn Chuột Đồng. Giờ ra sở đây cũng khó nhỉ. Ra đây cháu đi xuống dưới này. Dạ. Xuống đường này. Tớ tưởng là phải ra đây. Đây xuống đường này xong bắt đầu vòng ra. À, cháu cảm ơn nhé. Không sờ được cái hướng này. Đèn. Ok. Mình sẽ di chuyển ra cái địa điểm sờ cuối cùng. Địa điểm sờ cuối cùng. Chính là cái gì đấy? Chiêng à? Cái là cái gì mà? Trơn thế. Cho em nhờ cái à? Căng quá. Đợi, đợi, đợi. Cho tôi sờ một phát bác ơi. Bác sờ nhanh lên cái. Sờ sờ một lần nữa. Chẳng nghe này sờ mông. Đây, thấy chưa? Đầu thế. Một phút là có ảnh 27 nào. Chơi liền thì bằng nhiều chơi. Sao có chơi liền thì 27 thế. Là bắt là 27 nào. Sao một cái đúng mà cũng khó thật. Xong. Ôi sao mà phát à? Kêu đấy. Sao nhiều nhất tím cả. Quanh sợ con cá rồi. Không có trả tiền đây chưa ạ? Người ta đang lên đã ai xuống rồi mà. Tôi không đi được luôn. Tắt đường. Tôi muốn xuống còn khó chứ. Đang xuống đi về thôi. Một đá. Lúc đi thì rất là phấn khởi nhưng mà lúc về thì thôi. Chán vô cùng luôn.
vừa mệt vừa chán. Giờ đi xuống cáp treo thôi, chưa đi bộ có mà chết. Cáp treo. Bác ơi, lối cáp treo chỗ nào vậy ạ? Cứ đi thẳng xuống dưới kia, còn lâu mới đến. Vâng, cho cảm ơn. Xuống là nhanh hơn này. Này nó cũng như bé rồi. Đi trên cao như kiểu nó cứ bị áp lực ấy nhỉ. Không cứ nghẹn nghẹn thở thế nào ấy. Lần đầu đi cáp treo. Nhìn xuống dưới đẹp phết. Mệt quá. Cáp treo. Khó thở thật đấy. Ôi nhìn hãi. Ôi ôi ôi. Toàn rừng mang không.